Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Rồi tối nay em có lên cho mình một lô máy là sỉ bằng lẻ ha, giá cả từ 600k một cây nha. Và sẵn em nói tỷ lệ mua hàng luôn là mua máy chưa dọn thì phí ship mấy anh chịu và mấy anh phải đặt cọc nha. Thì em mới cho mình nó chốt đơn nha mấy anh, rồi cho em địa chỉ số điện thoại thôi ha. Bình thường thì máy ở đây em bán là em bao tay lái đầu bò đầy đủ ha, có mix tu tên là 20 tum gời tum liền ha, echo maru tum rời robin này hôm nay em chia hai lô cho mình nghe. Robin buông đi đứng ha, kawasaki ha, tg 24-25 tf 23 đó, 5 cây mà 4 cây tum gời rồi, maru 23 tum liền ha, trợ lực rất là nhiều nha. Đó em quay sơ tổng thể nha mấy anh. Rồi lô số 8 thì Komitsu 2223 ha, Komitsu cộng Ryobi nha. Rồi lô số 9 thì Komitsu 2526 ha, tum gời tum liền có hết. Lô số 10 thì Shindewa 2224. Lô số 11 thì có Tanaka dịch sao ha, đầu đen. Nó xấu mà nó đẹp, nó xấu mà nó khỏe nha mấy anh. Rồi lô số 12 là Maru 20. Lô số 13 là Shindewa 600.000 một cây. Lô số 14 là Kawasaki 1820. Lô số 15 là 3 cây Shingu. Lô số 16 là 5 cây Kyuvit 240 ha, trợ lực không. Lô số 17 là Xenon ha, Xenon Komitsu 20. Lô số 18 là Mitsubishi TB 20 ha, TO 20. Rồi lô số 19 là 2 cây Shindewa 23250 trợ lực ha. Lô số 20 là Shindewa S25. Lô số 21 là Maru Yanma 3230 ha. Cái này là đeo lưng nha mấy anh, tum lớn bố lớn ha. Lô số 22 là 2 cây Makita Robin ha, vừa có trợ lực luôn. Đó 1,7 triệu một cây nha. Lô số 23 là Rin Echo, rất đẹp. Đó có gai bóp luôn. Rồi lô số 24 là 4 cây Mitsu tên là 23 nha, ha, tum gời tum liền đầy đủ nha. Lô số 25 là 1 cây Bell. Đó giá tận triệu rồi, dành cho mấy anh nào mua sỉ bằng lẻ. Lô số 26 là 2 cây Kyuvit ha, 1 cây trợ lực 1 cây thường nha ha, cái này có chế 2 kim luôn. Đó lô số 27 là 1 cây Mitsubishi TB tum gời ha, 1 2 sẽ dựt xong màu cái này nổi cho mấy anh coi. Lô số 28 là 2 cây Shindewa S25 bình xăng trên. Và lô cuối cùng là Tanaka hai chốc. Rồi mấy anh mua hàng vui lòng liên hệ giùm em số điện thoại là 0858 256 356. Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha ha, Mai Thị Thanh Chị. Và sẵn em nói luôn là khi mấy anh đặt cọc, mấy anh có thể đến tiệm điện thoại thay vì mấy anh mua cho em một cái thẻ cào. Thì mấy anh đừng có mua thẻ cào mà mấy anh đi lại chuyển khoản cho em ha, ở đó người ta có xài số tài khoản nha. Hay nhất là những cái cửa hàng lớn xíu đó, tiệm tập quá thì hên xui ha. Thì mấy anh chuyển khoản là cọc 100-200 ngàn tùy theo máy vậy đó, số lượng nhiều thì cọc nhiều đó, thì rất là dễ nha. Nói chung nông dân mình bây giờ thì cũng chưa có biết gì cái vụ cọc, hay nhiều khi cọc thì tưởng đi ngân hàng mới cọc được, không phải nha. Đi bưu điện, đi tiệm điện thoại Viettel, đi nói chung người dân mình có xài số tài khoản vẫn cọc được ha. Nói chung mắc lần trước đặng lần sau, em nói trước hết. Rồi bây giờ em sẽ vô lô số 1 ngày 8/9/2021 nha. Mitsu tên là 20 ha. Hàng trên đây thì sẽ chế 2 kim, chế zin. Cái này mình sang lớn trắng tư luôn, chế 1 kim ha. Chế 2 kim ha. Chế 2 kim ha, chế 2 kim. Rồi, chế 2 kim lê đỏ tự động. Thì cái lô này 6 cây thì hết 4 cây là chế 2 kim rồi ha, và tất cả là chế one pro hết. 201 có trợ lực luôn nha mấy anh. Ha, có trợ lực luôn. 2 cây tum liền, 4 cây tum gời ha, 3 cây tum nhôm nha. Đó, tay lái đầu bò đầy đủ ha. Có một cây này thiếu tay lái. Tay lái này là tay hai tay cầm ha, thì trường nó sẽ bổ sung hai tay cầm cho mình. Đầu bò đầy đủ ha, có chán kẹp đầy đủ, có một cây có hai cái chán cỏ nha. Còn chán cỏ nó có theo bao nhiêu thì cho bao nhiêu nha mấy anh. Đó. Lô này số 1 6 cây 6 triệu ha, 6 cây 6 triệu. Về dọn bán 1,5 triệu, 1,6 triệu bỏ. Nghe mấy anh. Lời ít thôi đừng lời nhiều. Rồi lô số 2. À sẵn em nói luôn là máy ở đây em bán là em bao giật được nha mấy anh, không cứng máy cho mình ha.
Thì mấy anh muốn mua máy, nhìn thấy máy cài giật được hay không, mấy anh kết bạn Zalo 0858 256 356 đi ha. Thì máy em sẽ giật giật cho mình coi hết thì em mới cho đi nha. Rồi lô số 2 Echo, Echo green cây ha, 6 cây. 6 cây này 4 triệu rưỡi nha mấy anh. Lô 6 cây 4 triệu rưỡi tâm liền green. 22, 24, 24, 22 ha. 22 có và một cây 23, 2 cây 24, 1 cây 23 và 3 cây 22 nha mấy anh. Đầu bò đầy đủ ha, chén kẹp đầy đủ cho mình nha, có 3 cây có trắng cỏ và một lưỡi dao nha mấy anh. Đó. Máy bao giật được không cứng máy cho mình ha. Chế da ngang quanh bà rồ. Chế ra ngang quanh bà rồ, cái này về vệ sinh lại, rửa xà bông xà bọt đồ lên mấy anh ơi, rất là trắng và đẹp ha. Đó, mình săn lớn trắng tư luôn. 6 cây chỉ 4 triệu rưỡi thôi. Rẻ nhất sớm nhất làng luôn, bán dưới giá vốn luôn, 750 ngàn một cây, tính ra là 750 ngàn một cây mấy anh ơi. Anh em thợ nào mà mới vô nghề mà vốn yếu đồ vốn ít đồ, lấy cái đó cái lô đó giùm em đi mấy anh, về dọn bán, vừa bán vừa sửa ha. Có cọc cạch anh tao biết mình sửa máy đó, mình hồng nó không nó thằng đó nó sửa ế. Mình lấy mấy nhà mình ra mình sửa, mình treo lên nó chơi cho vui nha mấy anh. Rồi lô số 3 Maru 23 tung rồi ha, lô này 6 cây nha. Chế viên quanh bà rồ, cái này bể bên xăng thì nữa em sẽ bổ xung bình xăng cho mình nha. Cái dây giật này bên Nhật nó quấn vậy đó em. Đây nữa em giật được, em sửa cái chụp giật này cho mình ha. Áo nè, màu xanh rất đẹp, hai sừng không ha. Hai sừng không. Đó, chế viên quanh bà rồ một kim hết. Tum rồi hết ha. Tum rồi, tum hai sáu mươi hết. Quá đẹp luôn. Rồi lô số 36 cây 6 triệu rưỡi ha, ta lái đầy đủ nha. Tay lái đầy đủ không thiếu gì hết. Có một cây tay tròn ha. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ nha. Rồi máy này về dọn bán, anh giới thiệu thêm dùm em cái lốc có giặt mát in Japan nha mấy anh ha. Là người tiêu dùng họ rất là thích, đặc biệt cái dòng Maru này khi mà mình dọn nổ lên đấy mấy anh, về khách xài rất thích. Thứ nhất là xài gia đình gọn nhẹ, cái thứ hai nó rất là tiết kiệm xăng, cái thứ ba là nó đa dạng phụ tùng dễ thay thế ha. Anh em thợ mình nên lấy Maru này về bán em nói thiệt. Rồi lô số 4 là 3 cây Robin ha, Robin Bugi đứng nha. Robin Bugi đứng cho mình, chế ghim ngang ngang hết ha, tôm liền tôm nhựa nha mấy anh. Rồi lô số 4 3 chiếc 2.250.000, ga bóp ghim hết ha, ga bóp ghim, tay lái đầy đủ. Có một cây thiếu đầu bò hay nữa sẽ bổ sung đầu bò của mình, có một cây thiếu đầu bò nha. Rồi lô số 4 2.250.000, mình sang chén tư luôn. Rồi lô số 5 4 chiếc, 4 chiếc này 3 triệu nha mấy anh. 3 triệu ghi đứng hết, tôm liền ha, tôm liền tôm nhựa riêng màu vàng này là tôm nhôm nha mấy anh, chạy cực khỏe luôn. 3 cây ga bóp, 1 cây ga giữ nha. Đầu bò zin ha, có 2 cây có trắng cỏ nha mấy anh. Đó, máy đầy đủ hết cho mình, quá ngon, quá ngon cành đạt. 4 cây có 3 triệu thôi mấy anh ơi ha, bao giật được không cứng máy. Lô số 6, lô số 6 này 5 chiếc ha, Kawasaki. Tôm gời, lô 5 cây thì hết 4 cây tôm gời tôm nhôm ha, 1 cây tôm liền mà rất là dày nha. Mấy anh dùng cao mua này về dọn bán lại mấy anh ơi, quá êm. Tay lái hai sừng đầy đủ hết. Rồi 5 cây thì đủ 5 cái trắng cỏ luôn nha, đầu bò trắng kẹp đầy đủ cho mình ha. Này mấy anh, đó, mấy anh về dọn nổ quá, cái mấy anh lấy cái đầu này mấy anh bắt vô xịt thuốc cho khách, mình té được cây lát nữa đó mấy anh ơi, im lắm ha. Rồi mình sang con có dập da ban ha, có một cây chế da nha, bình xăng bít tông ga, bình xăng bít tông ga ha, bình xăng bít tông ga và tất cả bình xăng bít tông ga này đều có dập da ban hết ha. Đó nè, có đế bảo vệ bình xăng hết, lốc dập da ban cho mình luôn nha mấy anh. Đó, máy này chạy rất khỏe ha, mà chạy khỏe mà nó lại rẻ nữa. Đó, lô này lô số 6 5 chiếc 4 triệu 7 ha. Cái này làm tính nhầm, hình như 950 cây bớt 50 ngàn đấy mấy anh ơi. 4 triệu 7 cho lô số 6 nha. Rồi lô số 7, lô số 7 là Maru Yanma, mã này tum liền nha mấy anh ha, tum liền. Lô số 7 8 chiếc 8 triệu ha, là 1 triệu 1 cây. Tay lái hai sừng đầy đủ hết, đầu bò đầy đủ ha, hầu như trắng cỏ đầy đủ, có thiếu một cái trắng cỏ ha, một cái trắng cỏ bị bể nữa đó. Bình xăng lớn trắng tư luôn, máy này thấy chứ rất đẹp ha. Cái này em quét dầu chưa kịp thôi,
Mình xong con quanh bà rồ một kim hết. Có trợ lực nha mấy anh. Có trợ lực ha thì mình bán cho mấy bác nông dân á, giật nhẹ giật mấy bác rất là thích. Đó, anh nào mà mới vô nghề mà không biết làm dòng gì mấy anh lấy cái này giùm em đi. Ha, thì nó dễ dọn nổ nè, mà bán nó không hư dập, mà đặc biệt tiết kiệm xăng thêm trợ lực nữa ha. Thì bán rất là chạy luôn, trái hai kim nữa nè. Để tên tủ của cửa hàng mình lên cao ha. Rồi, có một cây ga bóp zin luôn. Rồi ga bóp này nó bị gãy rồi mấy anh ơi. Rồi lô số 7 8 chiếc 8 triệu. Rồi lô số 8. Lô số 8 này 4 chiếc thì nó 5 triệu nha. 1 triệu 250 ngàn một cây nha mấy anh. Genon Komitsu 24cc. Ruby 22cc, Ruby 22cc ha. Hai cây này là le đỏ tự động chế ga ngang hết nha mấy anh. Đó. Cây này thì 23cc có trợ lực ha, chế ga ngang. Tum nó rất là trắng và đẹp nha mấy anh ha. Góp lưng luôn. Đó. Có một cây tum rồi, 260 ha. Rồi đầu bò đầy đủ ha. Rồi ga thì công tắc trên ghi đông cho mình ha. Có một cây thiếu tay cầm, cái nào tay chọn hay thì em bù tay chọn cho mình. Rồi lô 4 chiếc 5 triệu, 1 triệu 250 một cây nha. Rồi lô số 9 4 chiếc 5 triệu 6 nha mấy anh. Lô này là 1 triệu 4 một cây ha. Genon 26cc ha. Cái này 2511 Japan 27cc 26cc nha. Có hai cây là tum rời. Rồi có một cây tum rời, em xin lỗi. Một cây tum rời tum 260. Tum liền tum nhôm, tum liền tum nhôm, tum liền tum nhựa ha. Hai tay cầm. Cái này thì nó thiếu một tay tròn và thiếu một tay dài nha. Rồi đầu bò đầy đủ, có hai cây có trắng cỡ zin nha. Rồi lô số 9 4 chiếc 5 triệu 6 nha anh. Anh nào mà đam mê Komitsu thì chốt nhanh chút lẹ mấy anh ơi. Nói chung cái hệ này mà dọn bán chạy rất khỏe, rất bốc, khách rất là chuồng. Rồi lô số 10 là 5 cây Shinewa, shop Shinewa ha, shop. Đó, 24cc ha. Chế 2 kim. Chế ghim 1 kim, 2 kim. 1 kim ha. Cô ghi đứng. Lô số 10 này 5 chiếc 4 triệu 7 nha mấy anh. 22cc 24, 22. Đó. Tum cái này là đầu bò zin. Thiếu ba cái tay, có hai tay tròn và một tay hai sừng nha mấy anh ha. Lô này là 950 ngàn một cây. Lô lấy hết lô em bớt mình 50 ngàn ha, còn 4 triệu 9 nha. Lô 5 cây. Này mua về anh em thợ dọn lấy công làm lời mấy anh ơi. Máy này dọn lên rất là đẹp ha. Dọn lên sạch sẽ, phơi nắng lên phủ giùm em lớp xịt bóng nha mấy anh ha. Tại vì sao? Bình xăng lớn nó rất là trắng. Trắng và đẹp ha. Thì khi mấy anh phủ xịt bóng mấy anh đừng xịt xuống bình xăng ha, thì để lâu máy nó cũng không có bị gì. Đó. Rồi lô số 11. Tanaka giật sao 20cc, 22cc và 20cc nha mấy anh. Gang ngang ha, gang ngang gang zin hết. Tum gời tum nhôm, hai cây, một cây tum liền. Nó quá là dày luôn nha mấy anh. Lô này 2 triệu 3. Tay cầm này đủ hai tay sừng ha. Rồi, ba cây có chép ngược đầy đủ luôn. Có ổ cướp, một cây ở giữa có ổ phát cướp luôn nha. Là trắng cỏ đầy đủ cho mình luôn nha mấy anh. Giật 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 phía sau nha mấy anh ha. Lô 3 cây. 3 chiếc 2 triệu 3. Không tới 800 ngàn một cây nha mấy anh. Rồi lô số 12 là Maru Yanma 20cc ha. Xếp tầng này quá đẹp nha mấy anh. Có một cây có trợ lực nha. Một cây màu hồng này, ốc rất sáng và đẹp. Sơn lớn này, trắng tư luôn. Đó, trắng và đẹp luôn ha. Quá trắng và đẹp luôn. Những cây này lóc đều có dập mắt in Japan hết. Mấy anh an tâm ha. Mua về mấy anh bán cỏ, bán máy mà cho dân phát cỏ gia đình rồi đó, phát cỏ kiển rồi ha. Thì mấy anh nên giới thiệu thêm vấn đề đó. Đó là dễ bán nha. Tum gời tum nhôm ha, còn bao nhiêu là tum liền hết. Có một cây này tum liền mà tum nhôm đó. Tay lái đầy đủ hai sừng hết, đầu bò đầy đủ ha, trắng cỏ hầu như muốn đủ luôn. Lô 12 chiếc, lô 12 7 chiếc 5 triệu 9 nha mấy anh. 5 triệu 9 cái này em bán là 850 một cây nha mấy anh đó. Rồi em sang lô số 13 Shinewa ha. Shinewa hai cây đều xài bình xăng bít tông ga hết. À, cái bình xăng này nó giá. Đây cây. S20. Cây này là S20, cây này là S23 ha. 600 ngàn một cây, hai chiếc chỉ có 1 triệu 2 thôi nha mấy anh. Bù qua bổ lại ha. Cũng rất là rẻ mà Shinewa thì chạy cực là bốc. Bù ghi đứng nha.
hai cây đều có là hai tay cầm hết ha, ga nhôm hết. Double gin. Rồi lô 13 1,2 triệu. Lô 14. Kawasaki 1820 4 chiếc 2,6 triệu nha mấy anh. Ha, 2,6 triệu là 650.000 một cây nha mấy anh. Đó. Hai cây tum gời, hai cây tum liền rất là dày ha. Đó, đầu bò đầy đủ cho mình ha, có một cây thiếu một tay tay tròn ha. Đó. Và bốn cây này đều xài bình xăng con là biết tông ga hết. Rồi xong rồi số 15 3 chiếc 3 triệu nha, Nativo ha. Cái này đều có trợ lực nha mấy anh ha, hai cây này đều có trợ lực, bình xăng lớn trắng và đẹp nha ha. Và hệ máy này khi dọn nổ luôn đó mấy anh, những cái bô khói là biết rồi. Chạy cực bốc, nổ như là xe sushi bò vậy đó. À. Chế này dễ xài dễ dọn ha. Rồi, tum thì tum gời tum 260 hết thì mấy anh nào muốn đấu xịt thuốc đó thì về mình lấy cái đầu máy này ra mình đấu xịt thuốc cho khách. Mình có thể té được ba cái tum, ba cái cây lát ha. Rồi. Ta lấy đầy đủ ha. Đầu bò đầy đủ luôn. Lô 3 cây 3 triệu. Nhớ giùm em lô 15 nha. Rồi lô 16. Kiwi. Kêu ghét ha, danh ma ha, có trợ lực hết nha mấy anh. Xăng lớn quá đẹp, quá trời trắng đẹp, có trợ lực hết nha mấy anh. Mấy anh mua về mấy anh dọn nổi mà mấy anh mua hệ trợ lực này đi, mấy anh bán cho khách, khách rất là thích, việc rất là nhẹ ha. Chế hai kim nè, chế hai kim hai cây ha, còn bao nhiêu chế ngang kim chỉnh phía trên nha, tôm liền tôm nhựa hết. 242 hai cây, còn ba cây là 240 nha. Lô 16 chiếc 5,2 triệu ha. Là nhầm 1,50 triệu cây em bóp. 50.000 ha. Đó. Có một cây có ga bóp nha mấy anh, còn nhiều ga giữ hết ha. Rồi đầu bò đầy đủ. Trắng cỏ đầy đủ nha, lô số 16 5,2 triệu. Lô số 17 2 chiếc 1,9 triệu ha, Xenon 22cc, Xenon 20cc ha. Chế dài ngang hết. Sao lớn trắng và đẹp ha. Tôm liền tôm nhựa nha. Komatsu cánh bướm. Lô 17 2 chiếc 1,9 triệu. Rồi hai cây này đều thiếu hai cái tay tròn ha. Trắng cỏ đầy đủ, đầy bò đầy đủ nha. Tắt nè. Đó. Lô số 2 2 chiếc 1,9 triệu. Cái hệ này nó rất là nhẹ ha, mà nó tiết kiệm xăng nha mấy anh. Cho nên mua về dọn nổ hay xài gia đình thì cũng ok hết. Rồi lô số 18, cái này thiếu cái nắp bình xăng lớn thì nên bổ sung cho mình nha. Mitsubishi TB Made in Japan ha. UV20 Mitsubishi TB Made in Japan ha. Ba cây này được chế hai kim hết nè, chế hai kim quanh bờ đầu luôn. Hai cây, ba cây này cái lò đỏ, le đỏ tự động ha, tiền le đỏ tự động nha. Đúng liền hết, máy này dọn nổ lên rất đẹp. Ba chiếc 3 triệu nha. Có một cây gơ bóp mỏ dịch nha mấy anh ha, thiếu nửa cái tay. Một cây thì thiếu cái tay tròn. Rồi trắng cỏ đầy đủ ha, thiếu một cái trắng cỏ nha. Đó. Lô 18 3 chiếc 3 triệu. Rồi lô 19. Shop Shinewa 250. Ha. Cây màu hồng, cây màu đỏ, cây hồng hồng. Đó, có trợ lực hết nha em anh. Hai cái bình xăng đều xài bình xăng bít tông ga hết ha. Chạy cực kỳ bè khỏe, cực kỳ bốc luôn. Hai cây 2,3 triệu ha. Về dọn bán 1,7 1,8 triệu, bao bán bao ra luôn, hai tay cầm ha. Cái cỏ viên đầu bò viên ga giữ hết nha mấy anh. Shinewa S 250 hai cây 2,3 triệu ha. Lô số 19. Rồi cái này là Shinewa S 25 ha. Cái này thì nó thiếu cái tay hai sừng thì nó em bổ sung cho mình nha. Bình xăng này thiếu cái tông ga nữa em bổ sung, cái này cũng thiếu này nữa. Bình xăng lớn là bình xăng zin mà nó trắng nó đẹp vậy đó mấy anh. À, Shinewa S 250 ha, chạy cực khỏe nha anh em mình. Thuận lấy cái này về dọn dọn mấy anh ơi ha, có 1,4 triệu thôi. Lô số 20 33 ly 1,4 triệu. Đó. Cái này thì trong cái lốc này nó sẽ nhập chữ Shinewa, mà anh em không thấy ta. Rồi chứ nó nhập ở đâu trong lốc trong kia rồi, chị nào mấy anh về gỡ chụp giật gỡ lốc ra là sẽ thấy nha. Cái này về đi, vệ sinh sơ lại ha, lấy mấy cước kỳ cọ cho thiệt là nhiều vô. Ok. Lô số 21 Maruyama 3230 ha, bình xăng lớn nè, trắng và đẹp ha, bình xăng con với tông gà. Lô 21 38 ly, 38 ly 32cc 1,7 triệu nha mấy anh. Tôm lớn bố lớn không chạy một miếng nước sơn luôn, quá trời đẹp mấy anh ơi. Đó ga nè,
Cái này thì thiếu cái càng với thiếu cái tay tròn ha. Đó, đầu bò trứng cạp đầy đủ cho mình nha. Lô số 21 1,7 triệu nha mấy anh. Hơi giật bao chắc ha. Nên nghe không? Nó bao giật được không cứng máy nha. Rồi lô số 23. Em sang lô số 22 chứ. Là một cây Robin 20cc và một cây Makita 20cc ha. Đường xăng lớn rất là đẹp nha. Đó, có một cây thì chế ga ngang lay đỏ tự động nè. Rồi hai cây chế ga ngang lay đỏ tự động hết cho mình luôn nha mấy anh. Đó, hai cây này 1,7 triệu nha. Hai chiếc 1,7 triệu. Rồi cái này thì nó thiếu một cái tay tròn ha. Rồi đầu bò đầy đủ. Đó, này thì hai tay hai sừng. Cái này thiếu tay tròn ha. Cái này dọn nổ lên máy rất đẹp mấy anh ơi, cực đẹp. Cái này nó có trợ lực nha. Đó. Rồi, hai cây lô của 23 là Green Kirit Green về Echo ha. Có một cây xài ga ngang nha. Cây thì kim chỉnh phía trên. Hai cây này một cây tum nhôm 24cc, một cây tum nhựa 22cc. Lô 23 này một hai chiếc 1,7 triệu nha. Ga bóp. Ga giữ công tắc trên ghi đông hết. Đầu bò green hết, có một cây thiết trắng cỏ ha. Có 1,7 triệu thôi, lô hai chiếc. Rồi lô số 24. Bốn cây Mitsu tên là 23 nha mấy anh. Hai cây tum gời, hai cây tum liền ha, tum liền. Tum gời, cây gời là rất đẹp. Tum liền, tum gời, tum nhôm. Hai tay cầm ha, bốn cây đủ hết. Rồi đầu bò trắng cỏ đầy đủ nha. Chế hai kim, le đỏ tự động ha. Hai kim, một kim. Thằng này hai kim nha. Mình xăng nó không có chà dầu, nó hơi dính sình nha mấy anh. Đó, 23 ha. Lắp dập Made in Japan. Lắp dập Made in Japan cho mình ha. Mitsu tên là 23. Đó. Mình xăng rất đẹp luôn nè. Cái này có cái đế ở mình xăng lớn luôn nha mấy anh. Cái này là ra trên đây mà đế hai tay cầm mới ghê chứ. Lô 24 4 chiếc 5 triệu nha mấy anh. 1,250 triệu một chiếc, bao giật được không cứng máy nha. Mitsu ha. Rồi em sang lô 25 là một cây single well, cái này thiếu cái nắp bình xăng lớn ha, 25cc. Rồi rồi, cái điện thoại sao kỳ rồi, nhảy bự dữ vậy. Rồi 25cc 34 ly, có trợ lực ha, bình xăng lớn nè, trắng tư luôn. Đó, tôm liền tôm nhựa nha mấy anh. Lô 25 này thì nó 34 ly, 1 triệu ha, ra với công tắc trên ghi đông. Đó, trắng cỏ zin, đầu bò zin có luôn, tay hai sừng ha. Lô 25 34 ly, 1 triệu ha, nhớ em 34 ly trợ lực nha mấy anh. Đó. Rồi lô sang 26, hai cây Kyrgyz. Kyrgyz 20 ha. Cây này chế ga ngang hai kim. Cây này chế ga ngang vú ngang ha. Tôm liền tôm nhựa nha. Thằng này tôm liền tôm nhựa, cái này nó có trợ lực nha mấy anh ha, có trợ lực. Hai cây này á là đều thiếu hai cái tay mà hai cái tay chọn nha. Hai cây đầu bò ghim có cây thì thiếu cái trắng cỏ nha. Đó, hai cây này 1,7 triệu nha mấy anh. Lô 26 hai chiếc 1,7 triệu. Cái này vệ sinh lên rất đẹp luôn. Rồi em sang lô 27. Lô 27 này là Mitsubishi TB ha, 267 nha. Chế hai kim ga, chế hai kim ga ngang. Ghim. Tum gời, tum 260 nha mấy anh. Rồi cái lô này 27, 1,5 triệu ha. Cốp lưng luôn. Tắt nè. Cài bật lên hoặc xuống nè. Cái này mình thấy thâu vô thâu ra được nha mấy anh. Chán cỏ zin là bò zin ha. Cái này vậy đổ xăng vô là giật nổ chát chát luôn đó mấy anh. Vệ sinh bình xăng con sơ thôi ha. 1,5 triệu quá rẻ. Rồi em sang lô 28 là hai cây Cinewa bình xăng trên S25 nha mấy anh. S25 ha. Mà mình xăng zin nó rất chắc chắn luôn. Rồi hai chiếc này 1,9 triệu nha mấy anh. Mình xăng con là mình xăng trái nổi ha. Tum gời. Tum gời tum nhôm nha, xịn sò luôn. Đó. Có chân trống nè. Cái này mình cầm cũng được, cái mình tắt cũng được luôn. Rồi cái này thì mình cầm nè, công tắc nằm ở đây. Đặc biệt máng dây đeo cũng được ha. Đây, lắp xay. Lắp xay. Rồi đầu bò zin. Đầu bò zin ha. Lô 28, hai chiếc 1,9 triệu. Bao chạy khỏe ha. 32 ly chứ nó chạy khỏe như những cây 34 ly nha mấy anh. Tại vì thứ nhất là bình xăng trên,
Mình sang trái nổi ngay là Cine qua thì bít tông nó rất là dày ha. Rồi lô 29 Tanaka 2 chống, cây này 850 nha mấy anh. Cháy ga ngang ha. Cháy ga ngang lay đỏ tự động nha. Tôm liền tôm nhựa nha mấy anh. Đó. Giờ lấy công làm lời hai tay cầm nha mấy anh. Là bộ zin. Cái này là 30 ly ha. Xài gia đình về dọn ngổ xuống sang con là nổi thôi. Rồi, hôm nay xong rồi nha mấy anh. Mấy anh mua lô nào mấy anh ủng hộ em, số điện thoại là 0858256356 nha. Đuối. Đó, xin chào và hẹn gặp lại mấy anh vào ngày mai, tạm biệt.